Bản chất thì đây cũng chỉ là một hiện tượng quang học giống như cầu vồng. Chắc ai cũng biết rằng bầu khí quyển của chúng ta là một tổ hợp của nhiều loại khí, oxy, nitrogen, và cả hơi nước. Trong đó, mây ti tầng Kirosh-Chatters ở độ cao từ 6-8 km thường có dạng tinh thể, khiến ánh sáng đi qua bị khúc xạ thành nhiều màu. Nhưng đó mới là nguồn gốc phát ra ánh sáng thôi. Muốn tạo ra quầng mặt trời, chúng ta cần một số điều kiện đặc biệt, vậy nên đây mới là hiện tượng hiếm gặp. Theo như nghiên cứu từ DH Illinois, thì quầng mặt trời chỉ xuất hiện khi các tinh thể của mây ti tầng có hình lục giác, với đường kính nhỏ hơn 20,5 micromet. Ngoài ra, góc độ chiếu sáng từ mặt trời phải dao động trong khoảng 22 độ. Dân gian từ xưa vẫn lưu truyền câu tục ngữ trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Hiện tượng tán mặt trời có phần tương đồng với câu nói này, khi xuất hiện thường sẽ dự báo sắp có mưa to. Do quầng hào quang cần tinh thể băng để hình thành, tinh thể băng thường xuất hiện trong những đám mây ti ở độ cao lớn. Những đám mây này có thể kéo đến nhiều ngày trước khi có khối khí nóng hoặc lạnh mang mưa đến,